Mà chúng ta sẽ chuyển sang học một cái phương pháp tìm kiếm mới. Cứ buổi hôm trước là học về tìm kiếm gọi là tìm kiếm tuần tự. Tìm kiếm tuần tự. Hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái phương pháp mới là trên cái dãy số mà được viết sẵn rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái là tìm kiếm nhị phân. Là bài toán là như sau. Bài toán là cho trước một cái dãy số bất kỳ, nhưng mà thỏa mãn điều kiện sau đây này, thỏa mãn điều kiện là nó sắp xếp theo thứ tự tăng dần như thế này. Thì hôm trước chúng ta đã học cách, tức là với cái điều kiện là dãy số được sắp xếp rồi thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp tìm kiếm tuần tự, nhưng mà nhảy theo từng bước, nhảy theo từng cái đoạn một, nó gọi là tìm kiếm nhảy. Thì chúng ta đã thu được cái thời gian thuật toán nó tốt hơn nhiều là ô của căn M2N. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang một cái phương pháp mà khác sẽ tốt hơn hẳn, là với cái dãy số được sắp xếp đúng như vậy. Đó, mình đã được cái dãy số rồi nhé, là gọi là một đi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm một cái phương pháp mới là tìm kiếm nhị phân. Thì tôi nói luôn là cái bài toán tìm kiếm nhị phân này được đưa vào dạy cho học sinh từ lớp 7. Vậy lớp 7 các em đã được làm quen với phương pháp này rồi nhé, nhưng mà làm quen với mức độ rất là sơ khai, chỉ là làm việc trên các số cụ thể thôi, chứ không chứ chưa đến mức độ là ta lập trình như là thế này. Như là tôi viết ở đây này, là sang lớp 11 mới học đó. Thì để chúng ta làm mô tả thử cái phương pháp đó nhé. Phương pháp là tìm kiếm nhị phân, cách làm là như này. Cái từ nhị phân tức là phân, tức là chia, nhị là hai, tức là chia đôi. Thì cách làm là nó giống như là chúng ta tìm kiếm một cái từ trong trong từ điển đấy. Thì chúng ta cứ tìm kiếm cái từ mà bắt đầu bằng từ mà bằng chữ S thì chẳng hạn, chúng ta cứ mở đôi cái quyển từ điển ra, thấy cái vần của nó đang đang tìm là nhỏ hơn S, cho chúng ta tìm phần sau của cuốn từ điển mà ta chia đôi nó ra. Cứ chúng ta chia đôi ra là ta đã tìm được phần tiếp theo, cho đến khi nào mà tìm thấy thì thôi. Đó, thì đó là cái phương pháp đó, tìm kiếm nhị phân. Bây giờ ta sửa nhé. Giả sử tôi giả sử trong cái ví dụ cụ thể, ta giả sử dãy số như sau nhé. Đây, giả sử là 1 này, 3 này, 4 này, 7 này, 8 này, 10 này, 15 này, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 27. Đấy, dãy của chúng ta nó là như thế này, và gồm có làm 10 số. Được chưa? Rồi, bây giờ giả sử tôi tìm cho trước giá trị k ví dụ là bằng 7. Đầu bài cho đầu bài là gì? Đầu bài là tìm cái chỉ số y sao cho là ai bằng bằng k. Còn nếu không tìm thấy thì trả lại là trừ một. Thì chúng ta làm là chúng ta làm như sau nhé. Đây, thì bây giờ tôi làm thử tôi giờ mà. Cái làm như sau này, thì chúng ta cứ chia đôi ra, đúng không? Chúng ta chia đôi ra. Chia đôi ra thì ta lấy những phân tử ở giữa ở gần giữa, nhưng mà nó là tổng số n là lẻ thì là chính giữa, n là chẵn, tôi lấy sang bên trái một tí là số 8 nhé. Thì ta thấy là cái số k này này, cái số k mà là số 7 này là nhỏ hơn 8. Nhỏ hơn 8 thì vì là cái dãy chúng ta là dãy là nó được tăng, cho nên là tất cả cái phần bên phải sẽ không không cần tìm nữa. Chỉ ở bước sau chúng ta, nên là đây là bước 1 nhé. Đây là bước 1. Bước 1 thì chúng ta chia đôi như này.
Và tiếp theo chúng ta gạch bỏ cái phần phần này đi. Chúng ta sang bước 2. Bước 2 chúng ta tìm lại cái dãy là 1 3 4 7. Đó. Chúng ta bỏ cả cái số 8 này đi, chúng ta để phần chúng ta để ở đây. Được chưa? Rồi, và bước này chúng ta sẽ tìm vấn đề 7, chúng ta lấy phần tử ở giữa là phần tử này nhé. Là phần tử này. Rồi, chúng ta thấy là số 3 này là nhỏ hơn 7. Sau đó ở bước này chúng ta sẽ loại bỏ các cái số ở phía trước đi, sang đến bước tiếp theo. Bước 3 chúng ta tìm lại các số là gì? Lại các số là 4 và 7 thôi. 4 và 7 thôi. Ở bước này thì tôi sẽ lấy cái số ở số này. Số này và tôi thấy là 4 nhỏ hơn 7. Và như vậy tôi sẽ bỏ đi. Bỏ đi cái số 4 này đi và sang đến bước thứ tư. Bước thứ tư còn lại bước 7 thôi. Còn mình nói thôi tôi sang cái 7, vậy là 7 bằng 7. Vậy là tìm thấy, đúng không? Tìm thấy và trả lại chỉ số là chỉ số là 1 2 3 4, chỉ số y 4, y đây 4. Chúng ta đây là dãy chúng ta là sự chúng ta đặt chỉ số từ 1 đến n nhé. 1 1 đến n. Đây là 1 2 3 4 đấy. A 4 này, đúng không? Thì như vậy chúng ta thì chúng ta cứ bước bước là chúng ta sẽ chia đôi ra, chia đôi cái dãy ra. Nếu mà tìm thấy thì tốt, không thấy thì chúng ta chia đôi ra. Được chưa? Đây thì đó là cái cách làm của cái phương pháp tìm kiếm nhị phân. Điều tôi mô tả lại bằng thuật toán nhé. Như sau, điều tôi mô tả lại cái thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thì đầu tiên tôi mô tả bằng lời đã, mô tả chúng tôi chưa mô tả bằng pseudocode, vậy tôi mô tả ý tưởng trước nhé. Ý tưởng là lúc mà chúng ta cứ chia đôi ra cho đến khi nào mà còn lại một phần tử thôi thì chúng ta sẽ thì ta dừng lại, và trong đó chúng ta chia đôi đó, ta cứ chia đôi cái dãy cho ta làm hai phần. Chính vì cái tính chất là gì, là dãy của chúng ta là đơn điệu tăng, cho nên là chia đôi ra chúng ta chỉ tìm một nửa phần tiếp theo thôi nhé. Rồi thì cách mô tả ý tưởng là như sau nhé. Đây chúng ta mô tả lại như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ các bước là như sau. Chúng ta đặt các tham số như là left là cái chỉ số ở bên trái và cùng của dãy, ta đặt là 1. Và right tôi đặt lại là bao nhiêu, tôi đặt right bằng n. Được chưa? Sau đó ở bước tiếp theo tôi đặt cái chỉ số ở giữa là mid sẽ bằng là left cộng với right chia 2, mà tôi lấy cận dưới của nó. Cái chỉ này là cái chia 2 ra, nếu mà nó là chẵn thì tốt hơn, nhưng mà nó là một số mà là số lẻ, tôi lấy phần nguyên ở phía dưới, tức là hàm floor đấy. Đúng không? Sau đó kiểm tra này. Còn tôi gọi đây là bước 1 này, đây là bước 2, đây là bước 3 nhé. Tôi kiểm tra. Kiểm tra xem là cái phần tử a mid này có bằng k hay không, đúng không nào? Nếu mà a mid mà bằng k nhé, mà bằng k thì lập tức là dừng lại và trả về luôn, và dừng lại và trả về mid luôn, trả về cái chỉ số mid luôn nhé. Bây giờ nếu này, bước thứ tư này, bây giờ nếu amid mà nhỏ hơn k, thì tôi sẽ nhỏ hơn k, tôi sẽ tìm sang ở bên phải, không tìm bên trái nữa, thì tôi đặt gì? Tôi đặt là cái chỉ số left bằng là mid cộng 1, đúng không? Sau đó tôi chuyển về bước 2. Bước 2 là bước này này. Đấy. Sau đấy bước số 5 là nếu
Nếu mà cái chỉ số mid lớn hơn k thì tôi sẽ tìm ở tôi tiếp ở bên trái. Muốn tìm bên trái thì tôi sẽ đặt lại là gì? Đặt lại là right bằng mid trừ một chuyển về bước hai. Như vậy đây là cái cách mô tả bằng lời. Cái thuật toán của chúng ta là như vậy, là nó sẽ liên tục đây. Và đến cái bước thứ mà ở đây bước bước thứ sáu nữa, phải thêm bước sáu nữa là nếu nếu mà kiểm tra nếu mà left mà lớn hơn right thì dừng lại, thì chứng tỏ không thấy nó dừng lại và trả về chia một, không thấy. Đó, thì đây chỉ là cái mô tả bằng bước bằng đơn giản thôi, chưa phải là cái đây chỉ là ý tưởng nhưng không không phải là phần chính nhé. Đây là mô tả ý tưởng, không phải là phần chặt chẽ. Lát nữa tôi sẽ mô tả phần thực là chặt chẽ sau. Như vậy ý tưởng là gì? Ý tưởng của chúng ta là chúng ta xét cái dãy A đây, nhé. Phần tử đây là cái phần tử ban đầu, thì tôi ký hiệu nên là cái triệu là left này, đây là right này. Thế làm như sau: chúng ta chia đôi một nửa ra và đặt cái này là mid, được chưa? Thì nếu mà a mid mà nhỏ hơn k thì tôi sẽ nếu a mid nếu mà a mid mà nhỏ hơn k thì chuyển sang phần tiếp theo là tìm ở bên phải. Còn nếu mà a mid mà lớn hơn k tôi chuyển sang tìm ở bên trái. Cứ như vậy quá trình tìm đến cho đến khi nào quá trình tìm sẽ quá trình tìm đến khi nào, đến khi hoặc hoặc tìm thấy a mid bằng k thì return mid, hoặc nếu mà left lớn hơn right thì return chỉ một. Đấy, nhưng mà đây là vẫn là mô tả ý tưởng, được chưa? Rồi, như vậy chúng ta vừa mới bây giờ tôi sẽ mô tả chính thức cái thuật toán tính cực nhân phân, để chúng ta sẽ có thể dựa trên thuật toán này chúng ta sẽ cài đặt ở trên máy tính. Thì bây giờ tôi sẽ trước khi mô tả thuật toán bằng pseudocode thì tôi sẽ mô tả bằng bằng gì? Tôi sẽ mô tả bằng bằng sơ đồ khối, nhé. Bằng sơ đồ khối. Đây là những cái bài, bài tập đầu tiên của thuật toán, chúng ta làm thật cẩn thận cho học sinh này, để có thể hiểu được, chưa? Rồi, thì bên tôi mô tả nhé. Thì cái phần input nó là cái này, input mô tả bằng cái này, là phần input nhé. Input là dãy A1 nhỏ hơn A2 nhỏ hơn AN và số K cần tìm. Thì cái phần input họ là người ta thường mô tả một cái hình hành như thế này. Được chưa? Rồi nhé. Rồi bước tiếp theo này. Chúng ta sẽ mô tả cái bước tiếp theo là ta đặt cái tham số của chúng ta là left bằng 1 và y bằng n. Đấy, right. Là tôi mô tả cái chỉ số là left và right của cái dãy của chúng ta. Rồi đây là cái bước tiếp theo rất quan trọng nữa là bắt đầu tìm tìm bắt đầu tìm ở giữa. Chúng ta đặt mid bằng left cộng right tất cả chia 2, lấy phần nguyên ở phía dưới nhé. Cái này cho vào một cái như này. Rồi sau đó chúng ta sẽ bước tiếp theo là kiểm tra nhé. Kiểm tra xem là a mid có bằng k hay không, được chưa?
Được chưa? Nếu bằng k thì dừng lại ngay. Đây tôi mô tả ở đây, nếu nếu mà đúng này, nếu mà đúng nhé, viết đúng thì dừng lại và thông báo nhé. Đây và thông báo dừng lại, thông báo tôi rồi dừng lại, cho cái gì nhỉ, có được dừng lại nhé, thì cho kẹo này. Đây. Dừng lại, stop, dừng lại và return, return meet. Thật ra cái dừng lại này có thể là đưa cái ô tròn cũng được, cái này ô tròn thôi, hơi chuyện cũng được nhé. Rồi bây giờ ta kiểm tra tiếp này. Đấy, kiểm tra tiếp cái này nhé. Cho tiếp này, nếu mà a mít mà khác k thì ta kiểm tra hai trường hợp nhỏ hơn hoặc lớn hơn k, thì như chúng ta sẽ làm nốt cái lập tiếp theo, cái phần tiếp theo nhé, là cái này. Đây là a mít này lớn hơn hay là, được chưa, hay là nhỏ hơn k, thì chúng ta chỉ làm hai trường hợp ra ngoài này nhé. Đúng này, đây là sai này. Nếu đúng nhé, nếu đúng thì là bước tiếp theo chúng ta sẽ tìm sang bên gì, chúng ta sẽ tìm sang bên trái, bên trái của cái mít đó, chúng ta đặt là right bằng mít trừ một. Còn nếu sai, còn nếu sai là a mít mà nhỏ hơn k thì chúng ta tìm sang bên phải, tức là đặt left bằng mít cộng một nhé. Và cả hai cái này sau đó chúng ta sẽ phải đi vòng lên đây. À, tôi bị sai, tôi chưa có đoạn kiểm tra left nhỏ hơn right đúng không? Nhưng mà tôi hơi bị sai nhé các bạn, chưa khó tôi sửa tôi một tí nhé. Tôi quên cho cái đoạn là đây, đúng ra phải ở chỗ này này, chỗ này nhé các bạn, chưa khó sửa tôi một tí nhé. Ở chỗ này này, ở chỗ này nó có một cái nút nữa nhé, đây này, mà tôi quên tôi làm đấy, chỗ này này, chỗ này nhé. Tôi vẽ ra đây cho dễ nhé, các bạn vẽ đi. Xem là left có nhỏ hơn nó bằng right hay không nhé. Đấy. Thì nếu mà đúng, đúng thì đưa xuống đây luôn này. Đấy. Còn nếu sai, còn nếu sai thì dừng lại và thông báo. Đấy. Dừng và trả về. Dừng và return trừ một. Ôi, tôi xin lỗi nhé, tôi là quy đặt cái này xong là ta phải kiểm tra luôn. Nếu mà nó left nhỏ ra thì ta tung đi tiếp toàn bộ quá trình tìm kiếm. Còn nó left mà lớn nó ra thì dừng ngay ở đây, dừng ngay ở chỗ này, dừng ngay ở chỗ này, stop luôn nhé. Đúng rồi, thêm một nút nữa là stop, stop. Ở chỗ này cũng vậy, có một nút nữa đây là trong mô tả stop đó. Được chưa? Dễ hiểu thôi mà, không có gì. Tôi đúng rồi, tôi vẽ lại thôi, mà tôi ngại quá, mà các bạn tự vẽ lấy nhá, vẽ lại đấy nhé. Thế tôi vẽ không đẹp lắm, kể ra mà bia có một người đó vẽ lại thật đẹp, hợp lý hơn thì hay hơn, mà thôi được. À, chúng ta cần hiểu thôi, cần hiểu thôi. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuật toán chính thức này bằng pseudocode. Bây giờ tôi mô tả thuật toán. Mô tả thuật toán là tìm kiếm nhị phân. Đây thì bây giờ bắt đầu phần khó hơn này. Mô tả chính thức để chúng ta có thể lập trình được và phân tích được. Được chưa? Bước đầu vào là a nhá. Thì cái này là nó gọi là binary search. Đấy. Đầu vào của nó là dãy a đã được sắp xếp trước và số k, và còn nó là sẽ hai cái như thế này nhé. Được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ cùng nhau thiết kế cái này nhé.
Tôi viết bằng thực bằng 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 thuật toán nhé. Đầu tiên tôi sẽ đặt là n, tôi n là bằng len len của chỉ là của dãy A nhé. Rồi tôi đặt chỉ số left bằng 1 và right bằng n này. Rồi tiếp theo là chính là cái vòng lặp ở trên y, trong khi mà left mà nhỏ hơn là bằng y, thì như sau, thì tôi đặt là mid bằng left cộng với y cả chia 2. Được chưa? Lấy cái trung bình, đánh giá trị trung bình ở giữa đúng không? Sau chúng ta xem là kiểm tra ở đây là if này, if mà a mid mà là bằng k đấy nhé, thì ở return mid còn dừng lại, còn else được là else if lần nữa, if mà a mid mà nhỏ hơn k thì sao? Chúng ta sẽ tìm tiếp sang sang bên phải, chúng ta sẽ đặt là left left bằng mid cộng 1 và quay lại cái chỗ vòng lặp oai này và là ngược lại eo lần nữa nhé, eo một lần nữa thì chúng ta đặt luôn là y mid trừ 1. Đó, như vậy nó rất là ngắn này thôi, không có gì là dài cả. Đây bây giờ tôi sẽ liệt kê lại từ toàn bộ cái phần này nhé, phần toán của chúng ta đây. Đây kia đây là 1 này, 2 này, dòng thứ 3 này, dòng thứ 4 này, dòng thứ 5 này, dòng thứ 6 này, dòng thứ 7 này, dòng thứ 8 này, dòng thứ 9 này và dòng thứ 10. Đấy. Toàn bộ nhé. Như vậy là nó chỉ là một vòng lặp. Vòng lặp ở chỗ này thôi, left nhỏ hơn bằng right. Khi mà absolute thiếu một dòng nữa, sử dụng câu thiếu dòng 11 nữa nhé. Khi thoát ra khỏi vòng ngoài này, ở đây này, ở đây này 12 là 11 này là return chỉ một. Khi mà dừng lại vòng vòng ngoài này, khi mà led lớn hơn right thì ta return chỉ một, còn như không tìm thấy. Nhưng vậy nó chỉ có hai chỗ tìm thấy này, một là chỗ này này là dòng là lệnh 6 và đây là dòng lệnh 11 nhé. Cho nhỏ đi kia ta nhìn nó dễ nhé. Đấy. Nhìn, nhìn rõ chưa? Đấy, toàn bộ cái thuật toán này gọi là tìm kiếm nhị phân, nó rất đơn giản. Chúng ta cứ chia đôi, tôi chia đôi ở chỗ này này, ở cái dòng lệnh 4 chúng ta cứ chia đôi ra, chia đôi nó ra, được chưa? Đấy thì cái thuật toán này rất là dễ hiểu và tường minh ra cho các thầy chứng minh được ngay là nó là thuật toán hoàn toàn chính xác, được không? Bây giờ rất quan trọng này, bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là độ phức tạp của thuật toán này nó là như thế nào, nó có hơn gì so với thuật toán tìm kiếm tuần tự hay không, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích phần này, sẽ quan trọng đây. Đấy, phần này là phần rất quan trọng, sẽ phải phân tích cái này. Trong chương trình lớp 11 cũng có cái đoạn này nhé, cũng có mà chương trình lớp 11 là có cái chỗ là phân tích cái độ phức tạp thuật toán của thuật toán tìm kiếm nhị phân, và chúng ta sẽ phải phân tích như thế này và dẫn đến kết quả là nó là thuật toán rất là tốt, được chưa? Thì bây giờ tôi gọi TN là cái thời gian thực hiện thuật toán. Chúng ta phân tích bằng bằng toán học, chứ không phải là chúng ta là cho lên máy tính chạy và đo thời gian, không phải như vậy. Nó lên máy tính và đo thời gian nó chỉ là chúng ta chỉ là kiểm nghiệm lại thôi, chứ còn việc chứng minh của nó là hoàn toàn bằng toán học. Thời gian thực hiện thuật toán nhé, thuật toán với dãy A là n phần tử bất kỳ, dãy
an là n phân tử, có n phân tử nhé. Rồi chúng ta kiểm tra nhé. Đây, ở cái phần này là chúng ta bắt đầu từ vòng lặp mà thôi, có phía trên này chúng ta không tính vòng lặp rồi nhé. Bây giờ sử là n bằng 1. Nếu mà n bằng 1 nhé. Với n bằng 1 thì chúng ta chỉ có mỗi cái lệnh 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 này thôi, cái lệnh mít thế này đặt lại bằng không bằng lệnh này không cần nữa. Bằng nhau thế nên nó rồi thì kiểm tra mỗi lệnh này kiểm tra thôi. Nó không bằng hoặc là khác. Nếu mà bằng thì là không nhìn thấy, còn không bằng thì là trừ một ở đây. Vậy ta suy ra ngay này, suy ra là ta có là T1 thì nó bằng 1. Đơn giản nhé. Thì bây chúng ta kiểm tra tổng quát này với n bất kỳ này, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính xem một tn sẽ được tính như thế nào, tổng tổng quát nhé. Tn sẽ được tính như thế nào? Đấy, chúng ta cùng xem xét này. Thì với tn bất kỳ nhé, thì ở chỗ này là chúng ta sẽ phải mất một phép tính, đúng không nào? Ở chỗ này chúng ta sẽ mất một phép tính nữa, đúng không? Ở đây là có lẽ ít nữa lồng nhau, chứ ở chỗ này là một phép tính nữa. Đấy. Nhưng mà ta mất là ba phép tính, ba cái phép tính đơn, một phép tính gán và hai phép tính là kiểm tra lệch ít, và xem mà sau đó chúng ta gọi ở chỗ này này, ở chỗ này cái vòng lặp này này, chỗ này này lệch tám, nó quay lại chỗ này, 10 quay lại cái này, cho nên là sẽ khi quay lại thì chúng ta sẽ làm bạn là một nửa cái thời gian đó, cho nên ta có ngay là gì, là cái tn ta có công thức là gì, chính là t của n chia 2 cộng 3. Các bạn có thấy không nào? Sao như vậy không? Vì là ở đây nhé, chúng ta kiểm tra 3 lần và sau đó là phải gọi lại, là ta phải chạy lại, là ta là vẫn phải đây, ta phải vòng lặp lại, mà vòng lại vòng này là lép này, là tuần hoàn bằng này, thì khi quay đây này thì làm cái chiều dài của n nó bằng một nửa, nó giải thành một nửa. Khi lặp lại là ta là còn lại chính phần chính cái tổng đoán đó, nhưng mà với n bằng n chia 2. Được chưa? Suy ra chúng ta đã có công thức này. Đây. Vậy ta có công thức ở đây nhé. Đây, công thức quan trọng là đến đây nó gọi là công thức truy hồi, công thức đệ quy để tính thời gian thực hiện thuật toán. Đây là một phương pháp mà rất hay dùng ở trên khi chúng ta tính cái thời gian độ phức tạp thuộc một cộng thuật bất kỳ. Cái cách này là cách rất hay sử dụng. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ thử tính xem nhau với công thức này nhé. Thì ta tính thử xem là tn nó sẽ là bao nhiêu đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính nhé, cùng các bạn cùng nhau tính cái này. Cái chỗ này là dạy học sinh rất là khó đây, nhưng mà chúng ta vẫn bắt buộc phải dạy thôi nhé. Đây thì tôi mô tả các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cần tính n, thì trước mắt chúng ta tính trường hợp đơn giản nhất là ta giả sử như sau. Bây giờ ta giả sử là n bằng 2 mũ k. Ta giả sử như vậy trước nhé. Mà chúng ta tính thử xem trợ này bằng 2 mũ k thì ta sẽ tính như thế nào. Được chưa? Thì n bằng 2 mũ k thì suy ra là k sẽ bằng là log cơ số 2 của n. Ta tính nhé, để với n bằng 2 mũ k. Bây giờ chúng ta áp dụng công thức này nhé. Công thức này này. Chúng ta tính thử nhé, để chúng ta tính này, tn này bằng là t mũ 2k, đúng không nào? Đấy, thì bằng là t mũ 2k. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp nhá. Nó sẽ bằng này, theo công thức này, thì tôi gọi công thức này công thức 1 đi. Theo công thức 1 tôi có này, nó sẽ bằng là t mũ 2k chia 2, tức là 2k trừ 1, đúng không nào, cộng với 3. Đấy. Chúng ta lại áp dụng lại công thức này ở tại đây, cho 1 vào đây, tức là có này, là có là t 2k trừ 1 sẽ bằng là t của 2 mũ k trừ 2, đúng không, cộng với 3, đúng không nào. Đấy. Thì có thể hiểu, có thể viết lại cái này là bằng bao nhiêu, có thể viết lại là cái này bằng này, tức là cái này chỉ bằng là
Đây, có thể viết lại cái này bằng t này, 2 mũ k trừ 2 cộng với 2 nhân 3 nhé. Rồi, ta làm tiếp đây. Cái này cái là sẽ ở thêm một vào đây nhé, có t này bằng này. 2k trừ 2 sẽ bằng là 2 mũ k trừ 3 cộng với 3 cộng với 2 nhân với 3. Đấy. Đúng không? Thì sẽ bằng là gì? Sẽ bằng là t 2 mũ k trừ 3 cộng với 3 nhân 3. Và chúng ta cứ tiếp tục chúng ta làm tương tự như vậy thì các bạn có thể suy ra là khi tổng quát nó sẽ là bằng là cho đến cuối cùng là bao nhiêu, là bằng là t mũ 2 k trừ k trừ k là 2 mũ 0 đấy, sẽ bằng cộng với k nhân 3. K nhân 3 này thì cái t mũ 2 đây là t 2 mũ 0 đây, tức là chính là t1, t1 cộng với k nhân với 3, mà t1 thì biết là bằng 1. Vậy sẽ đó công thức sau đây, cái quần ta sẽ có thì nó sẽ bằng là 3k cộng 1. Đấy. Vậy chúng ta vừa mới chứng minh công thức sau đây nhé. Vậy ta đã chứng minh được này, ta đã có này, vậy ta có như sau là t mũ 2 mũ k, t của 2 mũ k thì bằng là 3k cộng 1. Thì các bạn vừa tính được đúng không nào? Dựa theo công thức trên. Thì chúng ta rồi, công thức này tôi đặt kiểu là con số 2 nhé. Bây giờ tôi làm tổng quát này. Vì tôi xét tổng quát này, tôi xét là n tổng quát không phải là 2 mũ n. Tổng quát nhé. Bất kỳ. Thế bây giờ tôi sẽ tìm tìm cái số tự nhiên k thỏa mãn. Luôn tìm được nhé. Thỏa mãn như sau, thỏa mãn là 2 mũ k trừ 1 nhỏ hơn nó bằng n, nhỏ hơn nó bằng 2 mũ k. Luôn luôn tìm được nhé. Cái này tôi kiểu là 3. Thì bây giờ tôi suy ra như sau này nhé. Theo cái công thức tính của chúng ta đó, vì cái tn là cái hàm thời gian luôn luôn là tăng theo n. Chúng ta có sao nhé, chúng ta có là sẽ là t mũ t của 2k trừ 1 suy ra nhé. 2k trừ 1 sẽ nhỏ hơn nó bằng là tn, nhỏ hơn nó bằng là t của 2 mũ k. Đúng không nào? Từ cái thứ 3 sẽ cái này. Nhưng mà sau công thức 2, sau 2 ta có nhé. Vậy suy ra này. Suy ra theo 2 nhé. Thay nó vào hai bên này, ta có này, t mũ 2k trừ 1 là chỉ là bằng là 3 nhân với k trừ 1 cộng 1 nhỏ hơn nó bằng là tn, nhỏ hơn nó bằng là 3k cộng 1. Đúng không? Đấy. Hay là tôi có thể mở ra tôi có này, tôi có là 3k trừ đi 2 nhỏ hơn nó bằng là tn, nhỏ hơn nó bằng là 3k cộng 1. Được không? Đấy chị. Được chưa? Bây giờ như này nhé, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi nhé. Cái k này sẽ bây giờ chúng ta sẽ tìm biến đổi giờ cho thấy ngay nhé, xem nó là cái gì nhé. Đây. Mà khác ta có thì ta có là đây thì có từ 3 nhé. Từ 3 chúng ta suy ra này, từ công thức 3 này, đây này. Từ cái đẳng thức 3 nhé. Suy ra nhé. Lấy căn lấy logar của cả hai phe nó có này là lấy logar cơ số 2 nó có này là k trừ 1. Bạn có hiểu chỗ này không nhé, tôi viết lại. Dễ hiểu hơn nhé. Logar cơ số 2 của 2k trừ 1 nhỏ hơn nó bằng là logar cơ số 2 của n, nhỏ hơn nó bằng là logar cơ số 2 của 2k. Đấy, từ 3 suy ra cái đó. Từ 3 này. Suy ra cái này. Cái này tôi ký hiệu là 4 nhé. Suy ra cái này. Nhưng mà cái logar cơ số 2 là logar cơ 2 của 2k, cái này là nó chính là bằng k trừ 1. K trừ 1
nhỏ hơn nó bằng log 2n và nhỏ hơn nó bằng đây chính là bằng k. Được chưa? Đó. À, vậy suy ra cái gì nhỉ? Vậy suy ra như sau nhé, để tôi thay cái vào đây này, ta có này, đúng không? Đây, bây giờ nhé, ta có này, K này, đúng không? Bây giờ thay cái này này, 5 này, thay cái 5 vào 4 nhé, ta có nhé. Đây là 3k trừ 2, k lớn hơn cái này, vậy sẽ ra là 3 lần loga 2 mũ n bằng 2n trừ đi 2 nhỏ hơn được bằng là tn nhỏ hơn được bằng đây k trừ 1 thì lại nhỏ hơn k thì lại nhỏ hơn lúc 2 lúc n2, vậy thì suy ra thì sẽ là 3 lần của log 2n cộng 1 đấy, thay nó vào thôi. Được chưa? Vậy ta suy ra cái cuối cùng là sau đây này, cuối cùng là nó sắp xỉ nhau thôi đúng không? Đó là 3 lần log 2n trừ 2 nhỏ hơn nó bằng là tn nhỏ hơn nó bằng là 3 log 2 mũ n cộng với 4. Thì từ công thức này ta suy ra ngay là suy ra ngay trong công thức là chính là tn chính là bằng gì? Bằng ô lớn của loga 2n này này. Là gì? Ta suy ra là thời gian chạy của cái độ phức tạp gian của toán này là con mức tiếp cận là loga n. Loga 2n cũng như là loga n thuộc loga cơ số 2 hay cơ số 10 thì cơ số nào cũng vậy, nó chính là loga n. Vậy nó chính là gì? Vậy ta suy ra như sau. Ta suy ra cái định lý sau đây là cái một cái định lý là như này rất quan trọng nhé. Định lý là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thuật toán tìm kiếm nhị phân có độ phức tạp thời gian. Độ phức tạp thời gian là bậc loga n nhé. Bài vậy là nó nhẹ tốt hơn hẳn so với là bán kính, được chưa? Đó. Tốt hơn hẳn so với là căn bậc 2 của n. Căn bậc 2 nó vẫn là n mũ. Như vậy là cái bậc này là tốt hơn hẳn so với n nhé. Cho nên là vậy thì cái thuật toán tìm kiếm nhị phân là thuật toán là rất là tốt, nó là thuật toán tốt nhất từ xưa đến nay nhé. Bây giờ chúng ta dừng lại một chút, bây giờ tôi với các bạn chúng ta cùng nhau chúng ta thực hành nhé. Chúng ta thực hành cái thuật toán này và chúng ta so sánh xem là cái thuật toán này so với thuật toán tuần tự nó là nhau như thế nào. Chúng ta đo thời gian thử, chúng ta làm thử nhé. Chúng ta sinh một dãy A là ngẫu nhiên bất kỳ và chúng ta tính thử xem là nó hơn hẳn nhau như thế nào nhé. Đây, vì tôi làm trên cùng một chương trình thôi nhé. Chúng ta lập trình luôn nhé. Bây giờ cho trước là chúng ta sẽ đây là cái bài tập gì là so sánh. Tôi nhắc lại là chúng ta đã chứng minh rồi là tốt rồi, chứ không cần thiết là phải dùng đồng hồ thời gian để đo lại nữa. Nhưng mà đây là tôi muốn dùng đồng hồ là thì tôi khẳng định lại thôi cho các bạn xem thôi nhé, là so sánh hai thuật toán tìm kiếm trên dãy nhé. Rồi thì như sau này, toán thứ nhất thì tôi định nghĩa nhé, toán thứ nhất là tìm kiếm là linear đúng không? Search à, con này hôm trước tôi đã làm rồi đúng không nào? Bây giờ viết lại nhé, giả toán là tìm kiếm tuần tự, nó là linear search nhé. Rồi, để chúng ta nhớ lại này, n bằng đặt n bằng len của a này, đúng không? Và tôi for i in range n hôm trước làm này đúng không? If này, if a i
bằng k thì tôi return y. Còn ở đây không khi ra ngoài rồi tôi return trừ một. Đó. Toán thứ hai là gì? Toán thứ hai là binary nhé. Binary search. Search cũng là A nhé. K. Với cái với thôi là ban thì số thì bắt buộc A là phải xếp theo thứ tăng dần nhé. Rồi tôi lại nhớ lại nè, là left bằng bằng không này, là right bằng len của A trừ một. Bây giờ là dãy ta bắt đầu từ không, cho nên là len A là n là chính là n, thì là right chứ không là n là n trừ một đấy, đúng không? Đấy, nhớ lại nhé, và chuẩn bị chúng ta nhớ lại cái rất đơn giản, y left nhỏ hơn được bằng y thì chúng ta làm tiếp này. Y. Rồi chúng ta đặt mid này. Mid thì bằng left cộng với y. Đối với Python thì cái phép chia mà thậm chí là cái này. Đơn giản. Cái phép chia lấy số nguyên lớn nhất, phần phần nguyên lớn nhất mà không vượt quá số đó thì chính là cái đó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra này. Bây giờ là if này, if mid này bằng k thì chúng ta return mid này. If này mid này nhỏ hơn k, cái nhỏ hơn k thì chúng ta sẽ tiền tiếp ở bên gì, tiền tiếp ở bên phải, chúng ta đặt left bằng mid cộng một. Còn ở đây else thì đặt right bằng mid trừ một. Còn ra tới đây rồi nhé, ra tới đây thì chúng ta sẽ return trừ một. Ta ghi lại cái bài này nằm ở đâu nhỉ, nằm ở cái lớp chúng ta là lớp mà anodip 2. Hôm nay là bên mấy nhỉ, bên năm à, này bên năm, bên năm, đặt là so sánh tìm kiếm đi. Đó, chúng ta cùng tả hai cái đó nhé. Rồi bây giờ tôi bắt đầu vào, tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi bắt đầu sinh này. Tôi làm cái chương trình sinh cái dãy bất kỳ, sinh dãy này với n phần tử bất kỳ nhé. Muốn sinh dãy thì tôi đây tôi trên này tôi sẽ phải làm thêm là như sau. Tôi from random tôi import cái ren in cái này này. Ren in nhé. Và cái nữa tôi sẽ from time thì tôi đồng hồ của tôi lấy cái này này, from time import cái này này để performance cao thờ nhé. Đây này, đấy, đây là cái hàm để đo cái xung nhịp của đồng hồ của CPU. Cái hàm này là tính gian là chính xác nhất là cái hàm này nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm như sau này, sinh này n là bất kỳ nhé, thì tôi sinh như tôi sinh cái dãy A này là
gồm các số chạy từ chạy từ 1 đến n, để lên từ 1 từ 0 đến n trừ 1 đi nhé. Rồi, tôi làm như sau này, a này. Đúng không? Bây giờ for i in range n. Tôi sinh a này, tôi a pen pen cái hàm sau đây, hàm ren the in từ 0 đến n trừ 1. Cái hàm mà sinh cái số ngẫu nhiên từ 0 đến n trừ 1. Được chưa? Đấy. Đấy mà chúng ta là dễ là độ dài là n, cái hàm chúng ta là hàm sinh ngẫu nhiên từ 0 đến n trừ 1, cái hàm ren in. Đó. Và đây tôi return return a. Rồi. Rồi được chưa? Thì tôi bắt đầu kiểm tra nhé. Bây giờ bắt đầu chương chính này. Bây giờ chính đây nhé. Chương chính này tôi chương trình chính. Tôi sinh ra dãy A đầu tiên đã này. A của tôi sinh ra là tôi đọc N trước nhé. N tôi cho là 10.000 trước đi nhé. Tôi sẽ tăng giảm. Tôi sẽ kiểm tra thời gian. N cho 10.000 trước này. Sau tôi làm như sau này. Tôi cho A bằng sinh dãy n. Cái a này dùng để gì? Cái a này dùng để mà ta kiểm tra cái thuật toán tìm kiếm tuần tự. Còn đối với cái tìm kiếm nhị phân, tôi phải sắp xếp lại dãy a đó thì tôi dùng cái hàm, tôi tạo ra cái biến mới là b. B là dùng cái hàm là hàm sorted. Đây cái hàm có sẵn ở trong Python. Tôi dùng để sắp xếp theo thứ tăng dần, bọn tôi sẽ kiểm tra được chưa? Bây giờ tôi cho k bằng bất kỳ nhé, để cho k bằng bằng cái số bất kỳ tôi cũng ran in đi, 1 đến n trừ 1. Kiểm tra này. Nào, bây giờ kiểm tra nhé. Đây. Tôi đặt là T1 bằng performance counter để tính cái hàng đầu tiên này. Tôi viết là Y này. Y bằng linear search này. Linear search A K. Đúng không? Thế đây xong thì là T2. Đấy luôn. T2 này tôi ấy lại luôn. Performance counter nhé. Đây thì tôi if y lớn hơn hoặc bằng không thì tôi là tìm thấy đúng không? Tôi mà print tìm thấy. Đã không có thích cái này lắm. Hay là không cần nhỉ? Cho nó yên tâm. Cho nó giống nhau hay không nhé, tìm thấy nhé. Tìm thấy else print không tìm thấy. Sau đó tôi in ra thời gian cho lần một nhé. Print thời gian là t 2 trừ t 1 cho nhanh. Rồi, thì bây giờ tôi làm tiếp sang cái B, tôi copy lại rồi làm tiếp nhé đây. Mình lần này không phải cho linear mà cho là binary search nhé. Vậy như vậy thôi, cũng tìm thấy không thấy, nhưng mà do như vậy trên màn hình sẽ hiện ra chữ là tìm thấy và không tìm thấy, nhưng mà cho thời gian của hai lần tìm
Lần thứ một là tìm trên ở đây là magnesium tìm trên B nhé, trên kia bên bên này. Nhắc lại này, tôi nhắc lại phần chính chính này. Tôi đặt N đây bất kỳ đấy nhá. N cho bất kỳ trước mắt là 1.000, tôi tăng lên này. A là cái dãy sinh ngẫu nhiên này. Đây, ngẫu nhiên thì N phần tử này, nhưng mà lại N 10.000, A là dãy ngẫu nhiên từ 10.000 phần tử. B là dãy là chính dãy A nhưng mà xếp theo thứ là tăng dần, chúng ta ứng dụng và hai cái tin thuật toán nhé. Rồi k là một số ngẫu nhiên, không 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 quan trọng, mỗi là tìm mà thôi. Vì cái đoạn này này là tìm thời gian cho cái linear search, cho cái phần tìm kiếm tuần tự thông báo tìm thấy hay không tìm thấy và được kết quả thời gian đây. Phần tiếp theo tôi tìm hết như vậy nhưng mà cho binary search là cho tìm kiếm nhị phân và cũng như vậy ra kết quả tìm thấy không tìm thấy, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi kiểm tra thử nhé, xem là nó là bao nhiêu nhé. Thì chúng ta cảm nhận được là cái nhị phân so với cái tính tương tự nó lệch nhau như thế nào nhé, chúng ta sẽ thấy thế này này. Đây này, ở vì nói bây giờ nó bị là thật này, nó bị e ở đây bị hơi khó vì tôi phải tôi tăng lên nó mới nhìn rõ được hơn nhé. 10.000 này, 1.000.000 đi, triệu cho nó chính xác hơn. Triệu nhá. Đây này, nó vẫn bị số e, thì tôi phải tăng lên nữa cơ thì tôi mới nhìn thấy được. Như vậy là với 1.000.000 thì làm nhị phân là 0.1 giây, 0.1 giây thì ăn dừng kiếm như vậy. Còn chỗ này là e mũ trừ 5 thì ra là 0.003 giây đấy, mà tôi tăng lên là 10.000.000 cho nó thật là yên tâm. Đệm thị xem kết quả như thế nào. Các lần này nó sẽ chính xác hơn nhé. Lâu này là vì nó hơi chậm là vì nó có động tác là nó sọ, nó sắp xếp bên này, nó sắp xếp dây an nó hơi chậm một chút. Sắp xếp này là chúng ta sau sau này đấy, trong mai kia sau phần sắp xếp này nó sẽ có thời gian là n log n, cho nên nó hơi chậm một chút nhé. Nó hơi lâu một chút, cho nên đợi một tí đi. Mà chúng ta thấy là nó bắt đầu khi chúng ta cảm nhận được à như vậy là nó cái thời gian cái n mà nó thay đổi đi là nó thời gian nó ảnh hưởng ngay nhé. 10.000.000 mà lâu thế thì đợi lúc nữa không được tôi sẽ đưa ra cái phương án là dùng là 5.000.000 thôi. Thằng này nó vẫn bị cái gì, thằng này là 1 giây 6 này, thằng này vẫn bị cái số này được. Đây là em không năm, tức là em mười mũ trừ năm, mũ trừ năm, nhưng mà nó số rất là nhỏ luôn, nó rất là nhỏ luôn. Nhưng mà ta cân nhắc bạn thấy như vậy là cái tìm kiếm bằng cái gì, tìm kiếm bằng 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 binary search ấy, là tỷ phân nó tăng rất là nhanh, nó rất là nhanh. Vì muốn tăng nữa chúng ta phải tăng lên nữa cơ, tăng lên thành thành một thành 100.000.000 thì nó mới thấy được. Thôi bây giờ chúng tôi không dừng lại đây nhé, bây giờ không làm nào để mà chuyển đổi cái số này được ra nhỉ. Mình tôi thử làm lại xem nó ra này không nhé, mình tôi làm thử như thế này. Bây giờ tôi cái hàm round được rồi, dùng cái hàm round rồi sao nó có hơn không gì được không, tôi sợ nó không được round. Wow. Tôi để đây là 15, 15 kia. Wow. 15. Mình sẽ giảm này xuống 1.000.000 này. Đây là 10.000.000. 100.000 nhé. 100.000. Này nó vẫn bị cái nào nó không ảnh hưởng. Thôi được rồi, chúng ta mới hiểu được mà, đúng không? Em trừ 5 là rất lớn, em mũ trừ 5 tức là gì, tức là 3.31 nhân với em mũ 10 mũ trừ 5, một số rất lớn luôn, tức là 0,
0,003, 0,003. Đấy, là cái số đó nhé. Đây là 0,0.1 này. Ở đây là 0.0004 và số 3 nữa. Đấy, nó như thế cơ mà. Rồi. Nhưng mà các bạn thấy như vậy là ta vừa mới làm xong là một cái ví dụ mà là cái thuật toán là tìm kiếm nhị phân là nó nhanh hơn hẳn so với cái tìm kiếm tuần tự, vì nó là bậc, đó là bậc tiếp cận là logan rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là các cái thuật toán sắp xếp tự nhiên nhé. Nhưng mà chúng ta vừa xong cái phần thứ nhất của cái coi phần thứ hai của cái chương 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cái chương phần tiếp theo là 21, là biên lần sang là 23 là gì, là các thuật toán sắp xếp tự nhiên. Phần này cũng rất là quan trọng nhé. Phần này là có ở trong chương trình tin học của lớp 8, lớp 8, lớp 9 và lớp 11. Và rồi thì chúng ta ở đây thì tôi sẽ cùng nhau thiết kế, có mang thuật toán như vậy. Có ba thuật toán rất quan trọng cần phải nắm vững, là ba cái thuật toán sắp xếp tự nhiên. Tự nhiên đây liệu là tôi sẽ hiểu trong từ tự nhiên nhé, là toán mà nó rất là tự nhiên, nó rất là dễ hiểu. Ba thuật toán nhé, một là sắp xếp chèn, ta đã biết rồi nhưng mà tôi sẽ nói lại, sắp xếp chèn. Hai là sắp xếp chọn. Và ba là sắp xếp nổi bọt. Cái này tiếng Anh nó là insertion sort nhé. Thằng này nó là selection. Selection sort. Thằng này nó là bóc buộc sort. Mà cái thuật toán nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả từng cái một và mô tả ý nghĩa của nó. Về tổng thể thì là như thế này. Sắp xếp chèn là gì? Đây, thì tôi mô tả từng cái một nhé. Một này là sắp xếp chèn. Sắp xếp chèn là như thế này thôi. Sắp xếp chèn là gì? Là cho trước cái dãy A1, A2, vân 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 vân, A I, AN. Thì ở tại bước Y, chúng ta sẽ chèn AI này vào các phần tử phía trước đó cho một cách hợp lý nhất. Chèn AI vào các vị trí, và vị trí đúng. Đã sắp xếp của A1, A2, AI-1. Đó. Thì ở bước đầu tiên ta sắp xếp Y bằng 2. Như vậy cái file này là gì? Cái Y sẽ chèn là for Y bằng 2 to N. Thì với mỗi Y, AI đang, A1, AI-1 sắp xếp xong rồi, và ta sẽ chèn AI vào dãy con A1, A2, AI-1. Vậy thì đã sắp xếp xong rồi, ta chèn nó vào là xong. Vậy chính là chèn, ý nghĩa của nó là chính là chèn. Đấy chưa? Đấy, như vậy là đầu tiên khi Y bằng 2, ta chèn A2 và A1, A1 nó sắp xong rồi, một phần tử A1 thì dễ rồi. Là ta chèn A2 vào, hoặc A2 đến sau A1, hoặc A2 đến trước A1. Xong ta làm với A3, A3 là chèn vào A1 và A2, A4 chèn vào A1, A2, A3. Khi mà n đến bằng n, chạy n vào là xong. Như vậy chúng ta theo bài này chỉ cần n trừ một vòng lặp là ta có thể hiện xong cái phương pháp chèn nhé. Cái này là tôi học rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại thôi. Chúng ta thì cái bài này chúng ta có bước sau đây này. Đấy nhé.
thì thuật toán như mô tả thì cách một tôi mô tả cách một là cách chúng ta đã làm từ từ hôm trước nhé. Tôi làm từ hôm trước là như sau, là như thế này, chúng ta sẽ chèn vào thôi, là chúng ta có so sánh như này vì chúng ta như này nhé, chúng dùng cái hàm là insertion sort. Được chưa? Thì như sau này, tôi làm rồi, tôi làm đặt n bằng len của a nhé, và ta cần làm một for for i bằng 2 tu n. Đấy, 2 tu n nhé. Và cũng là như vậy, chúng ta làm như sau, chúng ta chèn cái ai vào thì chúng ta đặt bên dưới mới là g bằng i, và chúng ta kiểm tra y nhé, y g lớn hơn 1 n a g. AG là nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng là AG trừ 1 thì ta đổi chỗ. Thì ta đổi chỗ. Thì ta đổi chỗ. Đổi chỗ AG trừ 1 và ta G bằng G trừ 1. Đấy chính là thuật toán mà hôm trước ta học rồi. Đấy. Và nhân 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đây chính là cái hôm trước ta học được làm chính cái này rồi đúng không? Nhé. Hôm nay tôi mô tả thêm cái phương án 2. Phương án 2 cũng rất là hay, phương án 2 nó còn nhẹ hơn phương án 1 một chút. Vì phương án 2 là phương án 1 thì cái chỗ đổi chỗ này là mất 3 lệnh, mất 3 đơn vị thời gian. Còn cái hai này chúng ta không mất 3 đơn vị thời gian, ta giảm đi hẳn đi là như sau nhé. Cách thứ hai tôi biết lại lại là in search chuẩn sort à, cái làm cũng hay như vậy thôi, là n bằng len của a rồi chúng ta for cũng là như vậy, for i bằng 2 to n. Hay như vậy là chỉ khác một chỗ thôi, là cũng cần là g bằng y y được chưa? Rồi làm như nào nhỉ? Đây cái khó khác khác nhau cái này, khác nhau là đây tôi đặt cái biến là biến k bằng ai. Đấy. Thế biến ở đây thôi, nhưng mà tôi giải như sau, tôi y g lớn hơn 1 n g mà lớn hơn k. À đây tôi g tôi cho g đâu đúng rồi. Em một và AG là thế nào nhỉ? Từ từ xem lại nhé chỗ này nhỉ? À, không, tôi cho G là chỉ một ở đây, y chỉ một, G bằng y chỉ một, tức là cái G là vật thể phía dưới này, nhé, đấy. Và chỗ này thì là tôi sửa lại một chút chỗ này. Với g mà lớn hơn không, tôi sửa lại bên này, tôi sửa g lớn hơn không và a g mà a dưới mà cái kia là phía trên, a g mà lớn hơn kia. Thì tôi đặt như sau, thì tôi đặt là a g cộng 1 bằng a g và g thì bằng là g trừ 1, g trừ 1 và ra ngoài này thì tôi đặt đây là a g cộng 1
mặt kỳ. Thật ra là hơi khó hiểu hơn một chút. Đấy, thì đây là cách hai. Cách hai là như sau. Nôm na là như này. Cách hai là đây, A1, A2, AI đây. Nhé. Và tôi đặt cái này bằng mà nâng lên bằng K. Và tôi chạy xuống đây, cứ cái thân này mà nhỏ hơn đằng trước thì tôi đẩy cái thằng đằng sau ra đằng trước, đẩy sau ra đằng trước. Nhé. Tôi giảm y đi. Và khi về đến chỗ này rồi thì tôi đưa cái K này vào đây. Tôi vào gì có một bằng kia ở chỗ này. Đấy. Y là thế thôi nhé. Các bạn kiểm tra lại cái này nhé. Đấy. Thì như vậy cách số 2 này vẫn là cái một thôi. Nhưng mà nó khác trước gì? Khác trước là bước vòng lặp đây chỉ cần có hai cần có chỗ này là cần có hai 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 thao tác thôi. Còn ở chúng ta bước vòng lặp chúng ta đây là mất 3 thao tác. Đây, để chỗ chỉ là 3, đây chỉ có 2 thôi. Hơi khó hiểu hơn một chút nhưng mà nó hơi về thời gian nó tốt hơn cái kia một chút nhé. Thì cả hai cái insertion sort này rồi chúng ta biết rồi là nó đều như sau. Nó đều là gì? Nó đều là chúng ta là biết rồi là thời gian thực hiện như sau. Phân tích của nó nhé là thời gian thực hiện này. Thực hiện là trường hợp tốt nhất. Đang biết rồi. Trường hợp tốt nhất của nó là 0N là ON tính tính. Còn trường hợp trung bình và xấu nhất là O N bình phương. Vậy cái thuật toán mà sắp xếp chèn thì nó chính là O mà chúng ta tính trường xấu nhất thôi, là O N bình phương. Đó. Cái này là trước đã làm rồi, đã chứng minh rồi nhé. Đã kiểm tra rồi nhé. Chưa. Rồi thì bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, cái toán hai là sắp xếp chọn. Sẽ chọn là cái gì? Thế là như này thôi. Tức là như này. Tức là chúng ta sẽ ngược lại đối với trước là chúng ta là đây A1, A1, A2, AI, AN. Nhé. Thì mà for y bằng 1 to n trừ 1. Đấy. Thì là như sau, chúng ta sẽ chọn từ AI cộng 1 đến AN một phần tử nhỏ nhất, một phần tử min. Ví dụ như là AG là min nhỏ nhất. Và chúng ta đổi chỗ với AI này, đổi chỗ. Thì như vậy là mỗi lần là y như vậy thì cái AI sẽ là phần tử nhỏ nhất từ đây trở đi. Đấy. Như vậy là cái vòng lặp đầu tiên thì A1 sẽ là nhỏ nhất của toàn dãy, sau vòng lặp thứ hai AI sẽ nhỏ nhất từ đây trở đi. Thì như vậy sau n trừ một vòng thì là vừa bạn là ta là làm xong. Được chưa? Như vậy cái đó là chọn là như vậy, là chọn phần tử nhỏ nhất ở phía trên để ta thay đổi vị trí đó. Được chưa? Như vậy là gì? Hay là có thể tâm mô tả bằng lời là như thế này nhé. Đây là con thay đổi một là chọn là như sau là for y bằng 1 to n trừ 1 ta đổi chỗ AI với phần tử nhỏ nhất trong cái độ khoảng là từ AI đến đến AN, từ AI đến AN. Thì như vậy là đổi chỗ này rồi thì AI sẽ là nhỏ nhất từ đây trở đi tại tại vị trí này. Được chưa? Để chúng ta làm như sau, rất đơn giản. Để tôi làm nhé, tôi dùng cái toán như sau này, tôi mô tả này, tôi mô tả thuật toán nhé. Đơn giản lắm, toán này cũng đơn giản. Mô tả thuật toán sắp xếp chọn như sau. Tôi đặt tên là selection sort nhé. A đây nhé, là đây là n tôi đặt bằng len a. Bây giờ sau là for y bằng 1
2 n chữ 1 đây, chúng ta chú ý nhé. Rồi tôi làm như sau này. Tôi mang lên như vậy tôi làm sao, tôi vừa tìm một từ minimum từ AI cho đến A cho đến AN, làm như sau. Tôi phải tìm ra hai, tôi vừa tìm hai cái chỉ số, một là y min là chỉ số nhỏ nhất, tôi đặt trị bằng y nhé, và v min tôi đặt trị nó bằng AI. Đấy, chúng bắt là hai cái đó đã nhé. Sau đó tôi làm như sau, tôi min for g bằng y to n, kiểm tra if a g mà nhỏ hơn v min, nhấn v min này thì ta đặt là v min bằng a g. Cái này là tìm cái phần tử nhỏ nhất, chỉ số nhỏ nhất từ y đến n, đúng không? Thì là nếu a g nhỏ hơn v min, đặt v min bằng a g và đặt là y min bằng g. Và sau cái bước này thì chúng ta đổi chỗ là a y và a y min. Đây chính là thực phẩm của nó đây. Rất là dễ hiểu. Đây là 1 này, 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này, đây là 5 này, đây là 6 này, đây là 7, đây là 8 này, đây là 9 này. Đấy. Toán này về phân tích của nhóm tính nhé, dễ dàng phân tích rằng toán này chính là n bình phương. Thì đây là ở đây nó có một vòng lặp này, từ một đến n trừ một này, ở đây một lòng nữa này, kiểm tra chúng ta không chọn một ngay ở chỗ này thôi là chúng ta đủ từ đây hai vòng lồng nhau là đủ để n bình phương rồi. Thì chúng ta phân tích một tí nhé. Trong trường hợp tốt nhất thì nó vẫn là n bình phương. Vì sao? Vì chỗ này này, ở đây là n trừ một lần, n trừ một vòng lặp, đúng không nhỉ? Thì ở đây chỗ này là có hai lần. Còn chỗ này này, cái chỗ này là có phải là n trừ y lần không? N trừ y vòng lặp. Đấy. Chỗ này tốt nhất là phải có một lần như vậy, tốt nhất là phải có một lần ở đây. Vậy suy ra là gì? Suy ra là cái thời gian mà tốt nhất cũng là cái thời gian mà tốt nhất, không phải số nhất nhé. Số nhất thì nó cũng là như này, nó cũng là tổng của cái này, hai lần n trừ y, đúng không? Và y chạy từ cái này, y chạy từ 1 đến n trừ 1. Đấy, nó vẫn là cái này. Cái này các bạn tính ra ngay là cái này sẽ bằng bao nhiêu này, cái này nhé, n chữ y. Thế thì n chữ y tôi đặt bằng đây, cái này sẽ bằng này, đây là tn bằng này, bằng nhé, tôi đặt n chữ y bằng k, thì có phải là với y bằng 1 thì nó là n chữ 1, với y n chữ 1 thì nó là 1, vậy là k mà chạy bằng 1 cũng là 1 n chữ 1 và 2k thôi. Vậy nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là 2 nhân với 1 cộng với 2 cộng n trừ 1. Vậy nó sẽ bằng là 2 nhân với n trừ 1 chia 2. Vậy nó bằng là n trừ 1. Chỉ ra là trường hợp tốt nhất của nó cũng vẫn là O n bình phương. Vậy chỉ ra bài này là, vậy chỉ ra cái thuật toán sắp xếp là chọn này nó là thời gian của nó chính là n bình phương. Vậy suy ra nhé, vậy suy ra là cái tn của nó là chính là bằng O n bình phương. Bây giờ chúng ta chú ý nhé, với cái cách tiếp cận mới là học một thuật toán ấy, thì tất cả mọi giáo viên là phải chuyển sang tư duy mới. Bất cứ thuật toán nào đưa ra chúng ta đều phải tính được cái thời gian bằng công thức toán học như thế này, mà đừng quên đơn giản như này thôi nhé. Như vậy cái thuật toán sắp xếp chọn này là gì? Là cái độ phức tạp thời gian trong mọi trường hợp là O n là n bình phương.
Rồi, bây giờ chúng ta sang tiếp phần kế toán cuối cùng của hôm nay là ba là thuật toán sắp xếp này bỏ sắp xếp này bỏ. Thì ý tưởng của nó là như thế này, này bỏ là như thế này, ý tưởng của nó là như sau. Ý tưởng của nó là gì? Là chúng ta cứ đổi chỗ, ý tưởng là như sau. Ý tưởng cứ đổi đổi chỗ liên tục, đổi chỗ liên tục hai số gần nhau, hai giá trị gần nhau. Nếu chúng sắp xếp không đúng. Không đúng. Tức là với mọi nếu mà còn tồn tại, nếu mà còn tồn tại là AI cộng 1 mà AI lại lớn hơn AI cộng 1 thì đổi chỗ AI và AI cộng 1. Thì cụ thể nhé, cụ thể cái toán này là như sau. Chúng ta có rất nhiều phương án để giải quyết cái toán này, nhưng mà một cách làm đơn giản nhất là như thế này. Chúng ta sẽ tìm tất cả các cặp cách một này, chúng ta tìm tất cả các cặp y và y cộng một nhé. Y cộng một, và nếu mà AI mà lớn hơn AI cộng một thì đổi chỗ. Thì làm nào thì mới là cặp được, thì làm như sau thì tìm hết được cặp này. Chúng ta cần hai vòng for lục nhau là sẽ tìm hết được cặp nhé. For này, thử nhé, for này y bằng một tu n trừ một, xong là for tiếp theo là for nhé, for g cũng bằng mà bằng một tu đấy, tu n trừ một mà tu n trừ một đi nhé. Để ta làm thử nhé. Vì nếu này if này if a g mà lớn hơn a g cộng một thì đổi chỗ. A g cộng một, được chưa? Nhưng mà chúng ta chú ý một tí nhá, chúng ta lý tìm tí chỗ này, ta sẽ thấy ta có thể sửa được như sau này. Như vậy ở vòng lặp đầu tiên này với y bằng một này, y bằng một nhé, chúng ta đổi chỗ này a một này a hai a n này trừ một này a n này, chúng ta cho g chạy từ một cho tới a n trừ một. Nếu mà nó mà lớn hơn cái nếu mà nó lớn hơn cái phần tử đằng sau thì chúng ta đổi chỗ. Vậy là sau cái vòng lặp này này thì phần tử cuối cùng này sẽ là phần tử lớn nhất. Thì nó là cái cạnh nhau mà cứ nhỏ hơn thì ta chỗ để tôi ví dụ cho bạn xem ví dụ nhé. Đây. Ví dụ như là 4 này, 7 này, 1 này, 10 này, 2 này, 3 này nhé. Đầu tiên là y bằng 1 này. Chúng ta so sánh này, chúng ta chạy được chỉ một bước này, 4 so với 7 không thay đổi. 7 so với 1 có đổi chỗ thì 7 luôn nhé. 7 10 không thay đổi. 12 đổi chỗ 12. 13 đổi chỗ 13. Đấy, như vậy là sau cái vòng một vòng lặp thôi là ta có là 4 này, 1 này, 7 này, 2 này, 3 này, 10 và 10 sẽ là số lớn nhất. Đấy, như vậy sau một vòng lặp thì số 10 là số lớn nhất. Thế đây chính là gọi là nổi bọt đấy, nổi số 10 lên, nổi số 10 to nhất lên phía bên trái. Đấy chính là nổi bọt đấy. Cái đổi chỗ hai phần cạnh nhau là nổi bọt, mô tả cái bọt nổi lên mà.
ta nhớ lại, chúng ta thả cái bọt khí xuống nước nhé. Nước này, con cá này, con cá nó thả vào ra bọt, nó sẽ nổi, nó thay vị trí với cái hạt nước nổi lên trên này đấy. Thì là ta đổi, tôi so hạ cạnh nhau nó nổi lên trên. Nhưng mà là sau lần một thì là số 10 đã được đổi 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 rồi. Người vào lọc thứ hai thì không cần tính tính 10 nữa, đây đánh từ đây trở 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 đây thôi. Cho nên là ta sửa lại như sau: ở vòng lọc thứ hai thì không cần thiết vẽ vẽ n trừ một nữa, mà n trừ hai. Vòng lọc thứ ba sẽ là n trừ ba. Vòng lọc thứ y sẽ là n trừ y. Vậy sẽ có như sau nhé. Đây có cái tập toán như thế này, ghi lại này, bắc bộ sọt như sau nhé. Đây mô tả chính xác nào, được chưa nào? N bằng len của A, được chưa? Rồi hai vòng lặp for y bằng một tu n trừ một, sau đó là for g cũng bằng một tu n trừ y đấy, không cần thiết là phải đến tận n trừ một nữa, mà là đến n trừ y thôi. Thì tại vì sau mỗi lần như vậy là ở bên bên phải nó nổi hết rồi, còn chính xác rồi, ta sẽ là if ai mà lớn hơn ag cộng một thì đổi chỗ, ag cộng một, được chưa? G cộng 1. Đây, là ngắn nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Thấy chưa? Đấy. Giờ chúng ta phân tích nhé. Phân tích. Vòng lặp này này là n trừ 1 lần. Vòng lặp này trong này, đây, nó là có n trừ y. Bấm là tất cả trăm lần thôi, và đây nó sẽ là một lần. Vậy suy ra là cái tên n nó bằng như sau, tên n nó sẽ bằng là đây, nó chỉ là bằng là n trừ y, đúng không nào? Mà y chạy từ 1 đến n trừ 1 thì nó chính là phía đằng trước thì nó chính là, nếu tôi đặt n trừ y bằng k, là cái này bằng k, thì ta có phải nó sẽ bằng gì, nó sẽ bằng như sau, nó sẽ bằng là k chạy từ 1 đến chạy từ 1 đến n trừ 1. Đây là k, nó sẽ bằng là n nhân với n trừ 1 chia 2. Vậy suy ra là này, nó là suy ra là tên n của nó là bằng ô n phương. Đó. Đấy, vừa chúng ta vừa mới vừa mới xét ba cái thuật toán sắp xếp rất là tự nhiên nhé, là sắp xếp chèn, sắp xếp chọn rất nổi tiếng, và sắp xếp nổi bật. Cả ba toán này đều là rất là tự nhiên, dễ hiểu, ai cũng thể làm được nhé. Và cái thứ hai, nó đều có độ phức tạp thuật toán là ô n bình phương, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau làm chương trình nhá. Đây, sắp xếp các thuật toán, sắp xếp cứ đưa vào một 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 chương trình luôn nhá. Chà. Rồi, đầu tiên là insertion. Ta nhớ lại nhé, n này, len của A này. Nào. For y in range, chúng ta cho y chạy từ hai cho đến hai cho đến n, thì đây vì trong Python là nó là từ không, cho nên nó chỉ là từ một đến n.
N nhé. Sắp xếp mà chèn đúng không? Rồi, G bằng Y. 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 À, G lớn hơn 0. N. N. A. G. A, G mà nhỏ hơn A. G. Đi chữ 1. Đấy. Nó thu xếp hai thằng nó không đúng. A, G mà nhỏ hơn A, G chữ 1. Thì ta đổi chỗ. A. A, G. A, G chữ 1. Bằng. G chữ 1. G. Được chưa? Mà ta G thôi. Làm đi. Đấy. Đó là toán thứ nhất nhé. Cũng rất đơn giản. Toán thứ hai này. Toán thứ hai là gì? Là chọn. Selection. Sort. À. Rồi. Bắt đầu vòng. Lên. Đấy, em có A nhé. Thì tôi nhớ lại là for này, y này, in này, rain này. Chạy từ 0 cho đến n trừ 2 đi chứ n về n trừ 1. Đấy, không cần n trừ 1 nhé. Rồi, sau đó như sau, đó là y min. Là như là y min nhé, y min bằng y v min bằng a y, là như lại nhé. Rồi sau đó là với for g in range từ y đến n. Đấy. Kiểm tra if này. G mà nhỏ hơn V min. Tôi tìm rõ nhất mà. Nếu A G mà nhỏ hơn V min thì V min sẽ là chọn V min sẽ là phần tử nhỏ nhất. V min bằng A G và I min bằng G. Đó. Như vậy là sau cái vòng lặp này này là tìm ra là cái chỉ số nhỏ nhất là I min. V min là giá trị nhỏ nhất. Và hết ở đây thì ta sẽ đổi chỗ. A ở chỗ của AI phải A I min bằng A I min phải A I. Đấy. Đó là kia nhé, kia thứ hai. Mình sẽ sang cái thứ ba. Def là bubble sort. Đó. Đang kiểm tra kia. Cái bubble sort là cái gì? Đây. Là n bằng len của A. For e in range. Từ đầu. Từ đầu cho đến n trừ 1, như vậy là từ 1 n trừ 1 đấy chính là từ 0 cho đến gì? Từ 0 cho đến là đây. Đây là chính là chính là đến n trừ 2, đúng không? Đó là for g in range n trừ y, tức là n trừ y cộng 1, n trừ y cộng 1. Vẫn là n trừ y thôi đúng không nhỉ? Em vẫn là n trừ y đúng không? Đang từ từ lát cho tôi trả lại cho tôi biết ngay nhé. Tức là với y bằng 0. Với y bằng 0 thì là v bằng 0 thì nó chạy là v đến n đúng không? V
lại vẽ cho chị nhé. Rồi đây, if a g à, g mà lớn hơn số lớn số đằng sau của mình g cộng 1 thì a g g cộng 1 g cộng 1 a g. Vậy vậy là thế nhé, được chưa? Bây giờ tôi thôi bây giờ tôi không các bạn về nhà các bạn làm tiếp cái phần là đo thời gian thì tôi làm thử xem chúng ta đúng không nhé. Thì tôi thử bây giờ cho a bằng một dãy bất kỳ này, tôi kiểm tra xem nó đúng không nhé. 3 này, 1 này, 10 này, 5 này, kiểm tra thử xem tôi không đo thời gian nữa. Các bạn về nhà các bạn làm phần thử thời gian nhé. 9 này, 17 này, 20 này, 0 này, âm 2 này, âm 5 này. Đấy, giả sử như này nhé. Đấy, cho một cái dãy này như thế này. Xong chúng ta sẽ kiểm tra thôi. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ em là vì ba cái này tôi muốn tôi kiểm tra nó lần nhau, tôi làm như sau này. Tôi đặt cái B. B bằng A, copy. À, vì sao lại là copy? Cái này tôi sẽ nói sau. C bằng bằng A copy nhá. Sao không biết là sao không biết là B bằng A. Đấy, mà lại biết là A copy. Cái này nó thêm ý này. Khi mà ở trong Python khi viết B bằng A thì như vậy là A và B là A B là hai cái tên cùng trỏ vào một đối tượng. Như vậy khi mà A thay đổi thì B cũng thay đổi theo. Để muốn tạo thành ba đối tượng khác nhau nhưng cùng giá trị như nhau, như vậy là ta phải dùng là B bằng A copy, C bằng A copy, thì như vậy là A, B, C sẽ là ba cái tên khác nhau nhưng mà chỉ vào ba đối tượng khác nhau mà cùng giá trị như nhau, cùng giá trị là cái dãy này thì mới được nhé. Rồi tôi làm thử này, bây giờ tôi làm dùng lại cái nhất là insert and sort. Đây, insert and sort đầu tiên nhé là A này, rồi sau đó tôi print A ra ngoài kiểm tra xem đúng không, A sắp xếp lại đúng không nhé. Sau đó tôi mà selection sort là B, sau đó tôi print cái B ra ngoài và cuối cùng là bubble sort. Bubble sort C, sau đó tôi print xe ra ngoài. Tôi ghi cái này ra file là file là sắp xếp nha. Sắp xếp vậy. Là thử xong đúng nhất, nếu mà ta kiểm tra nó sai thì kiểm tra lại ngay bây giờ. Còn ta dùng thời gian sau nhé. Đây chạy thử. Bị lỗi cái gì đó đâu đây. Chỗ này nó bị là mà nó vẫn phải n trừ một, cho nên chỗ này tôi vẫn phải đi với đây là n là y trừ một. Như vậy các bạn sửa lại một tí nhé, tôi kiểm tra lại sau nhé. Tôi cứ thử kiểm tra xem đúng không đã nhé. Này ba cái nó là giống hệt nhau này. Đấy, đúng nhau rồi đấy nhé. Nhưng mà chỗ này ta sửa một chút, chỗ này là chỗ này nó phải là gì, cái bóc một sọt chỗ này nó phải là y trừ một nhé, vì là ta đang tăng lên đây đấy mà chạy từ không này đến y trừ một. Ta kiểm tra xem cái này có bị sai chỗ này không nhé. Đây này, ta lại một chút này, n trừ y đúng cái này, chỗ này không sai. Đây là tên lệnh của tôi, đây là y từ một trở đi, một với y một thì là for y g bằng một to y n trừ một, đúng chính xác. Nhưng mà đây là không sai nhé, còn ở bên này ta phải sửa đi.
chỗ này là đây này, chỗ này là n chỉ trừ một, đó thì chưa đúng, được chưa? Vậy chính xác rồi đấy, chính xác lại nhá. Để tôi sửa cái này đi, kiểm tra lại một chút, tôi thêm một này sửa đi, ở đây là trừ 10, ở đây là chỉ 11. Đấy, ba cái đúng gần nhau rồi nhé. Rồi bây giờ các bạn về nhà, các bạn này các bạn sửa lại, các bạn cho thêm cái phần thời gian mà các tính thử xem ra chạy chúng là như nào. Ba toán này nó hơi khác nhau một chút, nhưng mà chúng đều là oi là bình phương hết, và chúng là có thể ăn chạy là xấp xỉ như nhau. Thôi chúng ta tạm thời nghỉ ở đây nhá, chúng ta dừng lại đây thôi. Chào thầy. Rồi, cảm ơn thầy. Chào thầy. Có khó hiểu không? Có hiểu không? Có hiểu có chỗ là copy không? Dạ, hiểu rồi. Ok, chào nhé.